Mai cho con hỏi ha, đây là chủ của cái cây trang Mỹ Hồng nha các bạn. Cái cây đó cô có biết rồi, cô trồng được nhiêu năm rồi hả cô? Cho 13 năm rồi đó. Cây bông trang Mỹ Hồng nó 13 năm đó các bạn. Cái cây này nó có kỷ niệm gì đó ha? Cái cây này hồi trước. Kỷ niệm thì kỷ niệm của con chồng của con nhỏ đó con đó. Ra nó rồi. Cây này là 10 tuổi thọ 13 năm nha các bạn. Đây các bạn thấy từ xa chưa? Ồ. Cây này là cây trang Mỹ Hồng nha các bạn. Thì tổng chiều ngang của cây này thì mình chỉ nhắm chừng thôi, 1m, 2m, 3m, tầm 3m rưỡi đến 4m là cái tổng cái số chiều ngang của nó. Còn chiều cao của cây này tầm 3m rưỡi. Tính từ trên chót xuống nghe các bạn. Cây này trồng lâu năm lắm rồi. Quá đẹp các bạn ơi. Cái lá này giống như lá miễn cầu. Đây nè các bạn. Trước mắt là mình quay khảo sát bên ngoài tổng thể của cái cây trang này, rồi sau đó mình sẽ vô phía bên trong, mình sẽ đo gốc của nó. Cái gốc của nó gì nè các bạn, thì đây là cái gốc cái của nó nha, gốc cái nó, xong rồi nó ngã xuống là cái nó ngã xuống nó gồm nhiều thân, nó dáng nó hơi nghiêng nghiêng một chút, chưa dáng nó hơi nghiêng nghiêng một chút. Giờ mình sẽ đi vòng vòng giáp vòng qua bên kia, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây qua bên này, ủa các bạn thấy cái gốc không, mình quay thành chậm cho các bạn xem. Cái này không có móc lên được nha bạn, chủ nhà người ta không có cho. Rồi bây giờ mình ra bên kia mình đặt cái máy xuống, dù mình đo cái cũ thôi coi nó bao nhiêu tổng thể nhiều hoành để cho các bạn tham khảo. Rồi các bạn đợi mình nha, mình vô đây mình đo cho các bạn xem. Bây giờ là cái gốc của nó là cái củ cái nè các bạn, củ cái ha, nó chạy dài qua đây, chạy đây nó mọc rễ đây nữa nè. Rồi ở đây là mình sẽ đo, bây giờ đo cái củ xuống dưới thì đo phải móc này xuống mới đo được. Giờ mình đo tràn ở đây, nếu đo cái củ ở dưới thì phải móc lên mới đo được các bạn ơi. Mã này mình chưa có mua được thì làm sao móc. Mình đo cái này là nó 42 nè các bạn. Đây, cái dòng ngang đây là nó 42 nha. Đây là 42 đó. Rồi mình sẽ đo cái cây thứ nhất, đo cái cây thứ nhất này coi nó lớn nha các bạn. Trong này trong kẹt cũng khó lắm đó. Đây 21 các bạn ơi, cây bự nhất của nó trong này, cái thân cây này 1 2 3 4, có 4 cây là cây bự nhất nó là 21. Và cái cây kế tiếp nữa là 20. Kế tiếp là 20 nha các bạn. Rồi kế nữa, mười sáu
kế là 16. Còn cái nhỏ nhất là 13. Nhỏ nhất là 13 đó các bạn. Nhỏ nhất là 13 nha. Thì cây này là cây cây trang. Các bạn thấy nó đẹp không? Đây nó cao cái này nè các bạn. Tán nó rộng cái này nè. Rồi sẵn tiện ở đây mình lâu lâu mình mới vô được cái vườn này. Thì thôi mình thấy cái cây bông giấy Mỹ này đẹp quá. Mình sẵn tiện ở đây rồi mình quay cho các bạn chiêm ngưỡng chơi cây bông giấy Mỹ. Bông của nó nè các bạn. Rồi mình vô mình quay cái gốc luôn. Gốc quái không các bạn ơi. Ồ, giống như con heo các bạn. Cái bông giấy này nhỏ. Ở bên nó có một cái chi nó nổi lên nè. Giống như ruột của con heo. Nó bị đột biến. Bị đột biến á. Bị đột biến. Đây là bông giấy Mỹ nha. Thấy cây phát tài này lạ quá các bạn ơi. Hôm nay mình vô đây mình quay thử cái cây phát tài này cho các bạn xem chơi. Cái lá nó xăng vậy nè. Nó có một chùm vậy nè các bạn ơi. Giống như là ở cái cây này giống y như tụi tụi như cái cây ngải. Mà cây ngải vậy ta. Cây ngải mà người ta trồng mà ngải ngải quấn á. Ở dưới thân ở dưới là có dãy gồng luôn nè các bạn. Đó, đây nè, cha mẹ ông ngâm màu chứ. Ồ. Ở dưới là có dãy gồng luôn á. Đây nè. Đó. Nó có dãy 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 dãy, dãy như dãy cá ha. Ừ. Dãy gồng đi. Ừ. Cái thân của cái cây phát tài này là ở dưới nó có hai cái ba cái thân. Ồ nó lên. Cây này cũng nhỏ. Nó có hai thân lên. Mà ở đây thì thấy cây này lạ thì quay cho các bạn xem chơi thôi. Cái lá nó như cái lá ngải cuốn vậy đó các bạn. Mà ở cái chân chỗ cái ngã ba này nè. Nó như cái bàn tay vậy nè. Nó có dãy đó các bạn ơi. Có dãy dãy luôn nè. Lạ quá ta. Cây phát tài độc lạ. Cây này có 102 luôn nha các bạn. Lạ ha. Chào các bạn ha. Hôm nay mình quay cho các bạn xem một cây mai vàng. Cây mai này tuổi thọ cũng lớn lắm các bạn ơi. Hôm nay mình có mặt tại ở cây mặt cây mai này để mình quay cho các bạn tham khảo. Trước mắt là mình sẽ quay cái bộ đế. Đây. Cái dáng hơi nghiêng nghiêng nè các bạn. Bạn thấy không? Dáng nó nghiêng nghiêng. Thì từ cái mặt mà cái dưới đế này á lên tới chỗ cái thân mà nó chia ra đều là 6 tấc.
Đây. Cây nó già rồi. Chút xíu nữa mình sẽ bước ra ngoài, mình sẽ quay toàn cảnh cái cây này cho các bạn xem kỹ hơn. Rồi các bạn thấy không? Đó, nó nổi cục cục lên, các bạn thấy chưa? Đó. Thì từ xa thì các bạn cũng đã nhìn thấy cái dáng nó nghiêng thế này nè. Chiều cao của cái mai này không cao lắm. Hồi đó trồng sao mà nó ngã nghiêng qua một bên rồi. Tán của nó thì rộng nha các bạn ơi. Ở đây cái tán của nó rộng lắm. Để mình từ từ bước vào bên trong. Trước mắt là mình sẽ quay những thân rễ của cái mai này cho bạn xem, chút xíu nữa mình sẽ đo cái hoành của nó. Nó giống như cái con gì nó đang bò đây nè các bạn. Đây là cái mai vàng nha. Mai này mai năm cánh. Mai năm cánh của mình hồi xưa đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô bên trong. Mình sẽ quay, mình sẽ đo cái gốc của nó bị lớn nha các bạn. Các bạn ơi, gốc này 63. Rồi lại lần nữa các bạn ơi, 63 các bạn ơi. Còn trên cái cổ trên này 62. Cái cây con của này của nó 29. Cổ có cây cặp bên nữa 33. Thì mình đã vừa đo cái hoành của cái cây này cho các bạn xem rồi đó. Cái dòng dưới này đó nó là 63. 63 là mình đo ngang cái cổ của cái rễ này các bạn. Dòng qua cây này nó nằm sát mặt đất quá. Còn lên tới để mình đo thử cho bạn xem từ đây nè. Từ dưới này là 1 gang, 2 gang, 3 gang là 6 tấc. Là nó sẽ chia ra như thế này nè các bạn. Bạn thấy chưa? Nó chia ra.